tướng Mỹ yêu cầu xem xét toàn diện các tương tác quân sự với Trung Quốc. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, đã ra lệnh xem xét toàn diện các hoạt động tương tác của quân đội Mỹ với các lực lượng Trung Quốc trong 5 năm qua. Theo hãng tin CNN, mệnh lệnh trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về những hành vi ngày càng tăng của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Với yêu cầu xem xét toàn diện các hoạt động tương tác, tướng Mark Milley đang tìm cách hiểu rõ một cách chi tiết toàn bộ những tương tác giữa quân đội hai nước, đặc biệt là bất kỳ hành vi nào có thể bị coi là không an toàn do máy bay hoặc tàu Trung Quốc hoạt động quá gần tài sản quân sự của Mỹ. Ba quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng, mục tiêu của việc xem xét là nhằm có một cái nhìn rõ ràng về bất kỳ thay đổi nào trong các mô hình hoạt động quân sự của Trung Quốc. Trong một tuyên bố bằng văn bản với CNN, tướng Mark Milley cho biết, Trung Quốc đang trỗi dậy về cả kinh tế và quân sự trong hơn một thập niên qua. Họ đã trở nên mạnh bạo hơn ở Thái Bình Dương. Việc duy trì các đường dây liên lạc mở và quản lý cạnh tranh sẽ giảm rủi ro chiến lược. Trọng tâm của quân đội Mỹ là hiện đại hóa và sẵn sàng. Mạng lưới đối tác và đồng minh của chúng tôi là nguồn sức mạnh. Các tương tác giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc nhạy cảm tới mức các sự cố thường không được công khai. Ví dụ, hồi tháng 6, một máy bay vận tải C-130 do lực lượng đặc nhiệm của Mỹ vận hành đã chạm trán với một máy bay của Trung Quốc, nhưng Lầu Năm Góc không công khai thừa nhận. Đối phó với Trung Quốc là một ưu tiên chiến lược của Mỹ, và tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nêu tên Bắc Kinh trong một loạt hành động. Ông Austin cam kết Mỹ sẽ sát cánh cùng các đối tác để chống lại bất kỳ sức ép nào. Trong bài phát biểu then chốt tại diễn đàn đối thoại Shangri-La, ông Austin nói, các động thái của Trung Quốc có nguy cơ làm xói mòn an ninh, ổn định và sự thịnh vượng của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã liệt ra một loạt lĩnh vực mà ông cho là Trung Quốc đang đe dọa các nước láng giềng.